Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong chuỗi video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tại sao có những cái xe đạp mà 2-3 triệu, có những cái xe đạp 20-30 triệu, thậm chí hàng trăm triệu một chiếc xe. Thì như những video trước mình đã trình bày, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là bộ chuyển động, thứ hai là vật liệu làm khung, thứ ba là cặp bánh xe sử dụng, thứ tư là những chất liệu bugi đóng phốt tăng, nhưng mà chủ yếu nhất, trọng tâm nhất đó là bộ chuyển động và chiếc khung và cặp vành bánh, cặp bánh bánh cặp mà chiếc xe sử dụng. Thì đây mình có thể tìm cái từ là các bộ phận xe đạp để các bạn hãy hình dung. Như một bộ phận xe đạp thì sẽ gồm có chiếc khung. Khung này nếu như mà bằng sắt thì rẻ, thông thường là rẻ, còn không phải hầu hết là sẽ rẻ, bởi vì nhiều khung sắt cũng sẽ rất là cao cao tiền. Trung bình thì là nhôm nhẹ và giá tầm bình dân. Và cao cấp tiếp theo đó là khung bằng carbon, đắt tiền. Riêng một chiếc khung bằng carbon nếu mà chính hãng cũng phải tầm khoảng trên dưới 20 triệu đồng một chiếc khung không của xe đạp, một chiếc khung không trên dưới 20 triệu đồng. Còn nếu mà khung titan thì nó đắt nữa, trên dưới 30 triệu đồng một chiếc khung không đó. Sau đó là đến cái càng này thì thường bằng carbon là cao cấp nhất, là vậy là hết. Có kể cả khung bằng titan thì người ta cũng vẫn thường sử dụng càng cái lạng này bằng carbon thôi. Đó, đến cặp bánh này nếu mà cao cấp thì nó cũng vào tầm khoảng 3 triệu đến 5 triệu một cặp. Bánh chưa có xăm lốp. Xăm lốp mà cao cấp nhất thì nó cũng vào tầm khoảng 2 triệu một cặp xăm lốp. Một bộ chuyển động thì như các video mình có một video trước phân biệt bộ chuyển động xe đua ấy, thì cao cấp nhất thì nó cũng vào tầm khoảng 35 40 triệu một bộ chuyển động của Shimano là loại thông thường. Còn cao cấp nữa thì nó có của Campagnolo hoặc là của Sram thì còn đắt nữa. Đấy thì như các bạn cộng sơ sơ, nếu như mà những cái phụ tùng mà là loại đắt nhất thì đương nhiên chiếc xe nó hàng trăm triệu là cái chuyện bình thường. Thế còn để mà dân dã để mà đi được thì như xe đạp Hải Phòng có những cái chiếc xe cả như bên mình bán thì cũng chỉ bằng vài triệu thôi. Đấy thì là khung bằng nhôm, hầu như là 99% là 95% là xe đạp bên mình là khung bằng nhôm và là xe đạp Nhật bãi đã qua sử dụng tại Nhật. Thì đấy thì cái giá thành của chiếc xe nó sẽ cấu tạo đầu tiên đó là cấu thành là bởi giá thành của khung này, nhôm hay carbon hay là titan hay là khung bằng sắt, cặp vành là bao nhiêu tiền, cặp lốp bao nhiêu tiền và bộ chuyển động là bộ chuyển động gì, hiệu gì. Thì cách cách phân biệt thì mình đã làm những cái video trước ở trong kênh, các bạn là tìm lại để mà xem lại. Rồi ghi đông phốt tăng cọc yên, những cái này thì nó không góp thành vào giá thành lắm, thì nó cũng cao cấp nhất nó chỉ khoảng 3 5 triệu một bộ ghi đông phốt cọc yên thôi. Chủ yếu là và bê-đan nó cũng cao cấp nhất thì nó cũng chỉ khoảng 1 triệu 2 triệu một đôi cái bê-đan thôi. Thì nó không 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 nhiều tiền, mà nhiều tiền nhất đó là khung và bộ chuyển động và cặp phanh bánh. Vậy là hết rồi, cũng không còn gì đấy. Như xe xe road hay là xe thể thao thì cũng vậy thôi, cũng là cặp bánh này, bộ phanh. À nếu mà với cái xe địa hình thì còn gả cả cái bộ phanh dầu rồi đó, bộ phanh dầu, bộ phanh thủy lực, bộ phanh thủy lực và cái chiếc khung mà có sóc hơi hay là sóc sóc hơi hay là sóc thủy lực hay là sóc nó so bình thường thì cũng góp phần là làm cho chiếc xe nó đắt tiền. Đấy, còn đâu bộ chuyển động và cặp bánh và chất liệu khung thì cũng giống như xe road, nhưng mà ngoài ra nó còn có thắng đĩa là thắng dầu là hãng gì, cao cấp như thế nào. Nếu như mà các bạn like video này nhiều, mình sẽ làm một video tiếp theo phân biệt cái các cái loại thắng thắng dầu. Các bạn comment và like cái video này thì mình sẽ làm tiếp theo, mình sẽ làm những cái phân biệt là các cái bộ phận thắng dầu, phanh dầu của xe đạp địa hình.
nói chung, và các tiếp theo đó là một video phân biệt các loại giảm xóc của địa hình, như là giảm xóc sắt, rồi lò xo, rồi hơi, rồi dầu như thế nào để phân biệt thì mình sẽ làm. Nếu như video này được các bạn ủng hộ nhiều like, comment như vậy thì mình cũng giúp các bạn một phần là trả lời được tại sao mà một chiếc xe thể thao nó có giá hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu. Có những cái xe thì cũng chỉ có vài triệu đồng mà thôi. Thì nó quan trọng nhất nó ở cái chất liệu là làm khung, chất liệu làm khung, và thứ hai là cái bộ chuyển động là thuộc bộ chuyển động cao cấp hay là trung bình hay là thấp cấp. Và ba là cặp bánh, và chi tiết nhỏ còn lại là giảm xóc, hệ thống phanh và cặp yên, rồi ghi đông hút tăng. Đó, như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh xe đạp. Bên cạnh đó ấn chiếc chuông để các bạn là người đầu tiên được YouTube Vinthiên hiển thị những cái video mới mà mình up lên. Mình đã tắt hoàn toàn quảng cáo ở trong cái kênh của mình để không gây có những cái quảng cáo mà gây ức chế cho các bạn xem. Thì mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like video để mình có những cái động lực làm video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.